Một sự việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đang gây xôn xao dư luận khi mới đây, một người dân ở làng chài Cửa Vạn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mua giò ngoài chợ về để làm mồi câu thì phát hiện thấy giò phát sáng vào ban đêm. Và hiện mẫu giò này đã được gửi lên Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm và phân tích các chỉ tiêu phosphor và tinopan, các chất tẩy trắng phát sáng đã từng bị phát hiện có trong bún bánh phở. Chúng tôi vừa có cuộc kết nối điện thoại với ông Nguyễn Minh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Ninh để biết về thực hư vụ việc này. Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2014 thì có một phóng viên đến chi cục cung cấp thông tin về hình ảnh chụp được và giò lụa phát sáng trong đêm do người mua giò lụa để làm mồi câu cá ở làng chài Cửa Vạn, thành phố Hạ Long, phát hiện thấy vào cái tối ngày 22 tháng 5 năm 2014. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã báo cáo Sở Y tế và đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành thành phố Hạ Long thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra cái cơ sở mà sản xuất kinh doanh giò để bán cho cái người ở làng chài Cửa Vạn, để bán cho người làm mồi câu cá. Thì sáng ngày hôm sau, tức là 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hạ Long đến kiểm tra tại cái cơ sở sản xuất kinh doanh giò là của ông Nguyễn Anh Đông, tổ số 6, nhà tổ 17, khu 1B, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, thì đã kiểm nghiệm về hàn the và phóc môn là test nhanh thì không phát hiện có dương tính với test nhanh, và đồng thời lấy mẫu giò trả gửi về Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm. Thì hiện nay thì đang chờ kết quả kiểm nghiệm.